Họa tới thiệt rồi bé bà ơi, chuyến này là không thể nào cứu vãn được nữa. Oh no. Giây phút mà thấy những bộ này tươi kiểu thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh nhau. Phía trước thì thanh lịch, phía sau thì miếng rủ nhờ Hùng Linh được khoe trọn, khó mà cưỡng lại này. Vải cô tông lạnh nha mấy bà, váy cũng là vải cô tông lạnh nhưng mà có thêm ren nữa tới 4 lớp siêu quyền lực dày dặn và chất lượng. Lần đầu tiên trong lịch sử đây là cái đầm kín đáo nhất, nhưng lại cái đầm nổi bật nhất trong cái tủ đồ của tôi luôn. Kính mà xịn như vậy tìm ở đâu ra? Công nhận nhìn giống idol Hàn Quốc chuẩn bị ra mắt ghê đó ta. Đứng tim cho mấy bà ơi, chứ nãy giờ tim tôi nó ngừng đập vài giây rồi đó. Chỉ cần mặc thôi, không cần suy nghĩ gì hết, những cái phụ kiện như là dây cột nè và áo kèm phủ ở bên trong hay là khuyên như thế này đều được xớt kẹt theo hết rồi. Mình chỉ cần tỏa sáng thôi. Xuyên thấu nhưng mà không hề xuyên thấu nha, ở trong đầu em áo da, xớt có kèm phủ ở bên trong rồi yên tâm. Hai kệ để đẹp xuất sắc như vậy thì có lỗi với cái túi tiền xíu cũng không sao. Những kiểu đầm mãi mãi trường tồn với thời gian. Đầu tiên là dáng đầm trắng trơn đơn giản nhưng không bao giờ phai mờ theo thời gian hết trơn, nó vẫn đẹp trường tồn. Có sẵn túi hai bên luôn nha mấy bà, màu trắng đơn giản nhưng mà đậm chất ngàn thơ, làm cho những cuộc hẹn hay là những chuyến đi du lịch của tụi mình lúc nào cũng hoàn hảo nhưng mà một cách an toàn nhất. Màu trắng thì ngàn thơ, còn màu xanh thì trắng da nha mấy bà ơi. Những cái kiểu suông đơn giản này nè, mình có thể mặc đi mặc lại nhiều lần chứ không phải mặc một lần rồi bỏ, tránh lãng phí. Còn bà nào muốn chơi quyết định bắp tay nhưng mà vẫn tôn dáng á, thì mình chọn mẫu này nha. May hai lớp luôn á, mặc dù hiện kim rất là hợp lý. Đầm này còn có may thêm một cái phần quần ở bên trong sẵn cho tụi mình luôn, nên là khỏi mặc quần bảo hộ. Thật là tâm lý mà. Không thấy có tiền nữa nha, hiện kim hợp lý lắm luôn rồi đó. Shop này không có biết điểm dừng mấy bà ơi, thiệt sự luôn á. Biết tụi mình mê đồ đẹp, xịn mà hiện kim hợp lý lại cứ ào ào lên mấy mẫu đẹp hoài luôn à. Cứ mỗi lần tạo là mình sẽ được tặng kèm theo một em scrunchie như tôi nha. Trời ơi, cái bộ đó nó quyến rũ dã man. Cái kiểu lụa trắng suông vậy là đang là mốt cho mấy bà mà không nhận sang dễ sợ, sang tới sáng luôn á. Phía sau thì sẽ có dạng lưng đổ như thế này nha. Nhìn là chỉ biết xích xoay thôi đó. Trời ơi, các bà có cái vòng dây đá hở lưng nè, làm ơn làm đồ bớt đẹp xíu được không chứ chị sao chịu nổi trời. Có lưng đổ rồi thì phải có cổ đổ nha. Đây là cái đầm lụa xuất sắc ưng bụng nhất mà tôi từng có luôn á. Vải đẹp mịn chất lượng, hiện kim hợp lý và quan trọng là có chỉnh sửa theo số đo luôn đó nha. Bởi vì mấy bà khỏi canh theo dáng tôi gì hết trơn á, cứ việc đưa sai vào số đo cho shop lo. Cuối cùng là Lamy dress dạng lụa dáng ngắn, có sẵn dây đá luôn nha và có mút ngực như là em đầm đầu tiên luôn, được mang theo số đo nên là ôm người ưng dễ sợ. Dù cắn rất lương tâm thiệt nhưng mà nó đáp ứng hết tất cả những gì mình cần, không thể từ chối được. Có ai chung chăm ngôn sống với tôi không? Không chỉ ra đường nhưng mà ở nhà vẫn phải đẹp. Ở nhà thì lồng lộn theo kiểu ở nhà mà quan trọng là hạt dẻ nữa nha. Tôi chọn bộ khấu đầu tiên tại vì em này được tặng kèm theo cái cột tóc này nè, gọn gàng ngăn nắp luôn ha. Kín đáo nữa. Đó, chuẩn combo mát mẻ thoát, mặc dù trời đang nóng nha nhưng mà mặc thật sự rất thoải mái luôn. Mặc gì không mặc gì đó. Ngoài mát mẻ hạt dẻ ra thì mấy em này còn là sợ nữa mấy bà lỡ đang ngủ shipper xuống gần thay đồ không kịp. Nhìn vẫn chỉnh chu trước mặt mấy ảnh. Đi ra gần nhà mua đồ lặt vặt cũng tiện, khỏi phải thay ra hay vô. Hoặc là có khách quen vô tình tới nhìn mình vẫn trong cái trạng thái là chấp nhận được. Còn bà nào kiểu cơ địa nóng hơn thì chọn cái mẫu 2 dây. Mẫu 2 dây thì có sẵn tăng đơ luôn nha, có túi luôn, nói chung là bao tiện á. Tất cả đều là chất đuổi xốp vô cùng thoáng khí như mấy bà. Mặc giặt mấy giặt thoải mái, phơi khô rất là lẹ luôn. Bởi vậy, đang pha le nên tôi càng còn mã tôi hốt thêm, hốt lẹ nha. Đồ couple cho đôi bản thân, no sense. Sao nghe đọc như couple bản thân vậy trời? Ủa gì vậy? Thôi lạc đề quá à, bà nào mà bánh bèo bạc tham giống như gì đó. Thì nếu bản thân của mấy bà là đúng kiểu bánh bèo mà cứ đòi mặc couple với mình, mà gu mình lại không phải bánh bèo thì có thể chọn em váy ngắn như này nè. Khác kiểu nhau chút xíu thì nhìn sẽ đỡ sến hơn. Mà thực ra không phải là do vấn đề sến nữa mà là do tôi mắc ngại á mấy bà. Ra đường cứ ngại người ta nhìn mà thực ra cũng đâu có ai nhìn đâu. Kỳ ghê. Video này không dành cho những bạn bị dị ứng với màu vàng, bởi vì hôm nay mình lên toàn là đồ màu vàng. Theo yêu cầu của mấy bạn là tiếp tục mình sẽ phối đồ couple cho bản thân. Những ai chơi màu vàng này là tôi săn của nhà Mona hết đó mấy bà. Trong mấy lúc này thì mấy bà thấy là lúc nào cưng nhất. Còn mình trong bốn lúc đó thì mình thích hai cái lúc mà phối với quần á. Kiểu như cái mùa này nắng quá cho nên là mình thấy mặc với quần thì sẽ tiện hơn. Ai thấy đúng giơ tay nè. Màu vàng chính là màu cầu vồng thứ ba, là một cái màu thể hiện sự vui vẻ thân thiện á mọi người. Hello hello, trời ba video rồi toán là màu vàng. Đây là hai lúc couple cho bản thân tông màu vàng. Nhìn hai đứa mặc thôi là biết là đang mùa hè luôn rồi đó. Mà mình có đọc trên một bài báo á, màu vàng dễ khiến chúng ta cảm thấy chóng mặt cho nên là nó thường không được sử dụng trên máy bay. Mà thiệt là tôi không biết cái này có đúng không nữa. Thấy máy bay đa số là màu xanh dương không à. Mà thôi lạc đề quá, rủ bản thân mặc chung hai lúc này đi mấy bà, cưng lắm nha. Chào, hôm nay thử mặc không bánh bèo điệu đà đi. Thôi
chọn. Mình sẽ thử phù với hai cái áo này, màu trắng và hồng. Chất vải thì mềm và mịn, tuy nhiên thì mình thấy mỏng á. Túi áo có hình thêu đám mây nha, và đặc biệt là có đệm cầu vai nữa nhá. Vì có đệm cầu vai nên là vải có mềm thì vẫn đứng form. Dáng sơ mi crop top năm nay thì mình thấy khá là nhiều người mặc á, basic và rất dễ phối đồ nữa. Các bà có thể phối thử với hai loại chân váy như tôi, thêm calabash nữa là được style Y2K á. Lâu lắm rồi mình chưa làm về quần jean. Quần bên này là cả mẹ mình cũng thích luôn. Dáng này là dáng ống loe, thiết kế quần cặp đôi hai khuy, cách điệu phần may xẻ khá là hay luôn này. Chất vải jean mềm mại co giãn, màu sắc và bề mặt vải xử lý tốt, quần lên form đẹp lắm nhá. Mình chân nhỏ mà vẫn mặc được luôn. Bạn nào eo nhỏ thì quần bên này là chân ái luôn á. Vì quần co giãn đây là mặc thoải mái, đi học đi làm hay chơi đều ok hết nha.